mỗi ngày. Ngon xuyến sao, tôm mực xào rau nhúc. Chào mừng các bạn đang đến với chương trình Món Ngon Mỗi Ngày được tài trợ bởi công ty Ajinomoto Việt Nam. Và đây là rau nhúc mà cô đã chuẩn bị. Các bạn lưu ý là chúng ta sẽ dùng nước do gạo hoặc nước có pha bột năng cho rau nhúc vào ngâm để làm sạch rau nhúc nha. À, thì ra đây là bí quyết. Và sau khi mà sơ chế xong rồi, bây giờ thì em bắt lên cho cô một ít nước. Mình sẽ trần cái rau nhúc này. Khi mà mình trần rau rồi nọ thì mình cho vào đây một ít muối nha. Dạ. À, muối sẽ làm cho cái rau mình nó có thêm cái vị đậm ngon. Và tiếp theo thì chúng ta sẽ sơ chế các cái nguyên liệu. Để phần hành lá thì mình sẽ cắt khúc, như phần đầu hành thì mình sẽ để riêng. Phần lá thì mình sẽ cắt khúc khoảng chừng 2 phân. Ớt sừng thì mình sẽ cắt sợi. Nước cũng đã sôi rồi, em sẽ bỏ rau nhúc vào trần sơ qua cô ha. Đúng rồi, em trần nhanh, sau đó thì em sẽ vớt ra cho vào trong nước liền nha. Dạ. Các bạn lưu ý là chúng ta sẽ trần và xả rau nhúc qua nước lạnh, giúp cho rau sạch và giảm vị chát. Đây là mực ống cho nên là mình cắt khoanh ha. Ừ, như vậy là theo yêu cầu của Banda là có tôm và mực là hải sản đúng không cô Hạ? Đúng rồi. Tiếp theo chúng ta sẽ ướp gia vị vào trong tôm và mực. Mình sẽ cho vào đây là một muỗng cà phê đường, nửa muỗng cà phê bột ngọt Ajinomoto, 1/3 muỗng cà phê tiêu, nửa muỗng cà phê muối, cùng với lại một muỗng cà phê hành tỏi băm. Rồi chúng ta sẽ trộn đều. À, hải sản này thì sẽ rất là nhanh thấm gia vị, mình sẽ thắn mỡ. Bây giờ thì phần mỡ heo đó đã có mỡ rồi, bây giờ chúng ta sẽ múc lại để khoảng chừng 2 muỗng canh mỡ heo. Cô sẽ cho thêm vào đây là tỏi tép dập dập, giống như mấy món xào tỏi vậy đó ha. Cho phần tôm mực này vô xào. Vì là hải sản cho nên mình xào thời gian cũng không quá lâu đúng không cô? Đúng rồi, mình xào mình thấy là nó săn lại, vừa chín tới thôi ha. Rồi cũng cái chảo này, bây giờ cô sẽ cho lên đây là cái phần mỡ heo mà nãy mình cắt ra đó. Cái mỡ heo đó. Rồi, rồi cô cho vào đây là hành tỏi băm. Đi lên cho thơm. Cô sẽ cho rau nhúc vô. Dạ. Rau nhúc đã trụng. Mình xào nhanh thôi em, bởi vì nãy mình đã trụng rồi, với lại rau nhúc mình nấu lâu á thì nó sẽ không ngon, nó sẽ bị dai. Dạ. Ha. Mình vẫn muốn giữ cái độ giòn của rồi. Rau nhúc. Bây giờ cô sẽ nêm gia vị vào đây, nửa muỗng cà phê bột ngọt Ajinomoto, 1/3 muỗng cà phê muối và 1 muỗng cà phê đường. Cô sẽ chảo đều. Dạ. Tiếp theo cô cho tôm mực trở lại vào đây. Ồ. Cô cho đầu hành lá vào, ớt vào. Wow. Rồi cuối cùng cô sẽ cho vào đây một muỗng canh giấm gạo lên men Lisa, hành lá. Như vậy là xong đúng không cô? Đúng rồi, chúng ta chỉ cần trình bày món ăn ra là xong. Món ăn này thì chúng ta sẽ ăn kèm với lại nước tương Phú Sĩ và ớt cắt lát. Wow. Rồi như vậy là chúng ta đã hoàn thành món ăn rồi đó gấu Banda. Rau nhúc xanh mướt thấm vị hài hòa, gấp con tôm ngọt thịt săn giòn mà nhai chọp chẹp, gấp thêm miếng mực giòn sần sật, ngon không thể khước từ.